Những ngày này, tại huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, thủ phủ trồng bưởi Phúc Trạch lớn nhất miền Trung, người dân đang nhộn nhịp vào vụ thu hoạch bưởi. Vụ mùa bưởi Phúc Trạch năm nay cho trái nhiều, đẹp, chất lượng tốt, giá cả khá cao, tiêu thụ thuận lợi nên người dân phấn khởi. Có mặt tại gia đình ông Cao Đình Thục, 74 tuổi, trú thôn Hương Đồng, xã Lộc Yên, ông Thục phấn khởi cho biết, năm nay gia đình trồng 125 gốc bưởi Phúc Trạch, trong đó có 80 gốc cho ra sản phẩm trái. Vụ mùa này sẽ bán ra thị trường khoảng 1.500 đến 2.000 trái với giá bình quân thương lái vào thu mua tại vườn từ 22.000 đồng đến 25.000 đồng một trái, dự kiến thu về trên 40 triệu đồng. Năm nay thì tôi để có 1.500 đến 2.000 quả. Quả bưởi là to, đẹp và chất lượng tốt. Loại bưởi này chúng tôi họ đến lấy tại vườn á, thì có như là 22.000 một quả từ 1 kỷ cho đến 1 kỷ tư, hoặc là họ sẽ giá cho mình bưởi tròn là 25.000 một quả, còn được thấp nữa thì giá nó sẽ thấp hơn. Còn chị Nguyễn Thị Tân, 43 tuổi, trú thôn Hương Đồng cho biết, năm nay gia đình trồng 100 gốc bưởi Phúc Trạch, sản lượng ước tính khoảng 3.000 trái, dự kiến thu về từ 40 đến 45 triệu đồng. Năm nay vườn em thì được khoảng 3.000 quả, quả thì 8 đến 9 làng, quả thì hơn 1 kg thì em trung bình là 1 quả là 1 kg, thì tổng là 3.000 quả thì là khoảng 3 tấn. Như mỗi năm thì em được khoảng 45 đến 50 triệu, nhưng năm nay do thời tiết nắng hạn quả đây là quả không được tốt, nhưng chất lượng thì ngọt, nhưng mà em dự kiến là năm nay khoảng tầm 40 đến 45 triệu. Ông Trần Đình Luyến, 59 tuổi, trưởng thôn Hương Đồng cho biết, toàn thôn có 90 hộ dân, trong đó có 60 hộ dân trồng bưởi Phúc Trạch. Bình quân mỗi hộ thu hoạch khoảng 2-3 tấn bưởi. Năm nay, bưởi được mùa, sản lượng tăng hơn so với năm 2022. Mỗi trái bưởi có trọng lượng từ 0,9 đến hơn 1,4 kg. Từ đầu mùa vụ, bình quân giá bưởi dao động từ 15.000 đồng đến 25.000 đồng và có thời điểm 30.000 đồng một trái. Sản lượng thì cũng tăng hơn, nhưng mà do cái hạn hán thì năm nay là cũng không được quả cho to lắm, chứ bình quân có 10 quả từ 9 làng đây 1 kỳ đây thì 3 kỳ 4, đó là bình quân của cái bưởi Phúc Trạch năm nay. Về năm cái giá bán thì cũng cơ bản tương đối là cũng dễ bán, năm nay cái chất lượng bưởi thì cũng rất tốt, cũng nhờ đời cái bưởi đã hành tăng, cái giá cả nó tăng thì cũng đời sống nhân dân được ngày càng được nâng lên để phát triển kinh tế của xã hội. Theo ông Lê Quang Vinh, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Hương Khê, vụ mùa năm nay toàn huyện Hương Khê có 2.768 hectare bưởi Phúc Trạch, được trồng nhiều tại xã Phúc Trạch, Hương Đô, Lộc Yên, Gia Phố, Hương Thủy, Hương Giang. Tổng sản lượng bưởi toàn huyện ước đạt 21.037 tấn, doanh thu ước đạt 500 tỷ đồng. Bưởi Phúc Trạch là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế của huyện Hương Khê, được đưa vào top 50 đặc sản trái cây nổi tiếng của Việt Nam. Thương hiệu bưởi Phúc Trạch đã được Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý Phúc Trạch cho sản phẩm trái bưởi và là một trong 39 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam đã được EU cam kết bảo hộ từ ngày 1 tháng 8 năm 2020. Quy trình sản xuất bưởi Phúc Trạch tuân thủ theo tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap, tiêu chuẩn hữu cơ và được chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm. Đặc biệt, thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc cây bưởi Phúc Trạch tại địa chỉ bưởiphucchach.gov.vn.